Xin chào tất cả các bác và các anh em. Em lại mới nhận được một chiếc vang số CJ5 của một chị em Hải Dương mà trước đây chú này đã từng mua của em. Và trong quá trình sử dụng thì nó lệch lạc thì chú lại gửi cho em căn chỉnh lại. Và một cái điều là em muốn chia sẻ với lại các anh em thế này. Có rất nhiều các anh em không thể tưởng được rằng là một người ngồi tại chỗ mà lại căn chỉnh vang số cho các anh em hay như vậy. Một chú em ở Thanh Hóa thì đầu tiên thì cũng e ngại em, bởi vì là nghĩ em ở Hà Giang, rất là xa xôi, một cái tỉnh miền núi xa xôi, và có hỏi về cái chỉnh online, tức là chỉnh từ xa. Thì em cũng có rất nhiều các anh em hàng ngày hỏi em là như vậy là có nhận căn chỉnh online không, căn chỉnh từ xa hay không. Thì em trả lời với các anh em là em không làm. Cái nhất là không thời gian, cái hai là nó không hiệu quả. Không hiệu quả. Thế còn cái kết quả của cái việc mà chú em này như vậy là gửi lên cho em và sau khi nhận lại. Và chú này còn định đổi loa nhá. Chú này còn định đổi loa nhưng mà cuối cùng là không phải đổi loa, bởi chú này dùng một đôi bốt 450V và một đôi loa lời. Đây các bác thấy như này. Đây là một chú em ở Thanh Hóa. Trước khi đến với em ấy thì rất là khó dùng, và em cũng đã chia sẻ với các anh em nhiều về cái dòng Siso. Đây các bác thấy rằng là đây. Đây là cái cảm nhận người dùng nhá. Em nói là một chuyện, em hát là một chuyện. Nhưng mà quan trọng nhất ấy là người dùng. Nếu các anh em chỉ có nghe cái giọng hát của em ấy thì không đánh giá được hết đâu, bởi vì là em ấy là cái giọng hát không tốt, mặc dù là hát suốt ngày. Trước đây thì kinh doanh thì cũng nghe khách hát, thế rồi là bản thân mình cũng hát rất nhiều. Thế nhưng mà nếu mà chỉ có nghe cái giọng hát của người làm ấy thì không đánh giá được hết đâu. Cái hai nữa là cái người làm ấy hát không tốt thì các anh em sử dụng sẽ là tốt. Quan trọng nhất là có sự thẩm âm thôi. Có sự thẩm âm. Và cái mấu chốt là mấu chốt khi làm effect fake. Mấu chốt khi làm vang số là làm effect fake. Cho nên rằng là máy móc chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Mặc dù em ngồi tại nhà thôi nhưng mà rất nhiều các cái dòng vang số, kể cả hàng mới, hàng bãi, hay là kể cả là hàng bình dân rẻ tiền cho đến hàng cao cấp, là như vậy là các anh em khi nhận là khá là hay. Và thường xuyên là có anh em là khách quen, tức là đã từng mua và từng gửi vang số đến căn chỉnh. Cái đấy là đánh giá là có uy tín người làm. Đánh giá là có uy tín người làm, chứ không phải là như vậy là cứ phải đến nhà thì như vậy là mới làm được hay cho các anh em. Không phải là cứ phải đến nhà đâu. Đến nhà nó phải có kinh nghiệm, có thẩm âm và làm tốt về effect thì đến nhà như vậy mới có hiệu quả. Còn đến nhà ấy mà chỉ 15-20 phút hay là đến nửa tiếng ấy thì chưa chắc đã hay được đâu. Đến nhà chỉ 15-20 phút. Ngày xưa em làm cho công viên Thanh ấy là có khi là tranh thủ tầm trưa, tầm tối đến như vậy là để lắp. Và chủ nhà thì khi bỏ ra mấy chục triệu để lắp bộ dàn ấy thì như vậy là cứ ôm mic hát. Ôm mic hát và như vậy là hàng xóm hát. Thế cái người mà hát kém thì chê thế nọ, chê thế kia, làm cho thợ rối trí là không làm được. Chứ còn nếu đến nhà ấy là phải bỏ ra cỡ khoảng 1 tiếng, 2 tiếng để mà rà soát. Bản thân người thợ phải có sự chủ động. Người thợ ấy là phải có sự chủ động khi mà làm vang số. Chứ còn bây giờ nghe cái người hát dở người ta đánh giá, người ta cứ yêu cầu mình làm cho cái người hát dở ấy, thì không bao giờ như vậy. Những người hát tốt hay những người mà biết đánh giá, biết thưởng thức mà dù đâu. Thì đây chú này. Thì em có trao đổi với chú này như này. Chiếc vang số này ấy, là có hai thợ đến nhà làm nhé. Chiếc vang số này, cho nên đối với chiếc vang số là khách quen này, là người thân, người quen, là bạn bè hay là thợ đến làm ấy. Đây là chiếc vang số này là thợ đến làm nhé. Hai thợ đến làm rồi đấy mà còn không ra gì. Hai thợ đến làm. Hai thợ đến làm mà không ra gì. Đây là chiếc vang số chú này. Đây chú này Thanh Hóa. Cho nên rằng là tại sao em lại dám khẳng định rằng là tất cả các cái dòng vang số mà em đã từng căn chỉnh thì đều có một chất âm khá hay. Mặc dù là em ngồi tại nhà tại chỗ thôi, thế nhưng mà vẫn có thể là làm cho các anh em là sẽ hay. Đây chú này, đây hai thợ đến nhà làm rồi nhá. Hai thợ đến nhà làm. Và chiếc vang này là em làm cùng với lại chiếc vang X12 của một cái bác cũng ở Thanh Hóa nhá. Hôm đấy thì em làm là hai chiếc vang Thanh Hóa, chiếc này là chiếc Su T3 và một chiếc là bốn thợ đến nhà làm.
một chiếc X12 bốn thợ nhà làm. Đây, bốn thợ nhà, đây X12 này. Bốn thợ đến nhà làm. Nhìn chung thì cái này là cái mà các bạn anh em cần lưu ý. Chú này sử dụng thiết bị đơn giản thôi mà. Thì em có nói chuyện với các bạn anh em ấy, biết làm băng số thiết bị đơn giản vẫn hay mà. Một đôi BMB này. Chú này còn định mua loa này. Chú này là định thay đổi loa nhá. Thì em bảo là thôi như vậy là cứ nhận vang ấy đã, rồi như vậy là sẽ tính cái chuyện mà mua loa, mua mic sau. Chú này là định thay đổi loa, nhưng mà khi em làm lại thì là hay rồi. Là hay rồi. Đấy, bây giờ chú này ở Thanh Hóa. Thì cái công là 300.000 này, phí vận chuyển anh em lo. Đây công 300.000 phí vận chuyển anh em lo. Chú này ở Thanh Hóa. Chú này ở Thanh Hóa. Thế cho nên rằng là một cái vấn đề là các anh em đi mua ấy, thì đôi khi là tiếc rẻ như vậy 100-200.000. Nhưng mà cái hiệu quả của cái việc mà thêm một chút tiền nữa có khi đỡ được bao nhiêu tiền về loa, về mic, về đẩy. Một chiếc vang số nó quyết định đến 70% trên hệ thống âm thanh. Thế nhưng mà khi đi mua thì các bác anh em có thể tiếc rẻ như vậy 100-200.000. Trong khi như vậy là đầu tư thêm bộ mic cũng vài triệu, một đôi loa cũng 5-10 triệu đến 20 triệu, cục đẩy cũng 5-7 triệu. Cho nên là nó rất là cần thiết khi mà cần phải chia sẻ các anh em để các anh em nắm bắt được là cái vang số nó sẽ quyết định như thế nào. Khi mà như vậy là chúng ta căn chỉnh tốt. Nhiều khi thiết bị như vậy là không cần phải cầu kỳ đâu, nhưng mà chiếc vang số làm hay thì như vậy là nó sẽ hay rồi. Thì là đối với dòng Shiso thì từ xưa nay thì em làm cho rất nhiều các anh em là trên toàn quốc luôn. Trên toàn quốc là khá hay. Thế còn dòng X12 cũng thế. Hôm nay thì em cài X12 cho Hà Nam này, ở cho Hà Nội này. Rất nhiều những chiếc vang số mà em sẽ gửi cho các anh em. Và chắc chắn rằng những chiếc vang số này đến tay các anh em sẽ có một chất âm khá hay trên nhiều bộ dàn khác nhau.